Chào bạn, nay xin giới thiệu các bạn là một cái case study là mình xử lý con chuột vi tính ha các bạn. Thông thường qua một thời gian các bạn sử dụng thì con chuột vi tính của các bạn sẽ không còn sử dụng tốt, như là các bạn ấn nút nó không ăn ha, ấn nút nó chạy kỳ giật chẳng hạn vậy. Cái thứ hai nữa là các bạn ấn nó không ăn, chứ là mặc dù mà ấn mà đè rất là mạnh rồi nhưng mà nó cũng không ăn thôi gì hết, nó không có đi vào lệnh đó các bạn. Như vậy thì để khắc phục được tình trạng này thì đôi lúc các bạn lại phải làm sao, các bạn mua một con chuột mới hay các bạn, một là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua một chuột mới, lúc đó là rất là nhanh. Tuy nhiên các bạn mua chuột mới các bạn phải đi ra cửa hàng rồi các bạn làm gì nữa, rồi mua rồi các bạn đem về. Tuy nhiên nếu như chủ nhà của chúng ta có dụng cụ và có dung dịch để chúng ta sửa chữa thì ở nhà chúng ta có thể làm một cách nhanh chóng hay các bạn. Mình không cần đi mua chuột mới tốn nhiều tiền. Tuy nhiên mình có thể tận dụng cái dụng cụ ở nhà và những cái thiết bị ở nhà mà thường mình có đó thì mình sẽ sử dụng được hết ha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để vệ sinh con chuột, và cái thứ hai là cho con chuột mình nó có sạch sẽ, nó nhanh hơn ha các bạn. Trong quá trình thao tác mà chúng ta làm trên máy vi tính đó, hay là computer hoặc là trên máy laptop ha, thì ở đây mình bắt tay vào việc ha các bạn. Ok, thì các bạn thấy con chuột nè ha. Chuột này á thì trước đây mình đã vệ sinh rồi, tuy nhiên nó vẫn mắc lại cái bệnh này. Nói chuyện cái thời gian cũng lâu lắm các bạn, cũng cả gần 2 năm á các bạn. Bây giờ mình mới vệ sinh lại nè. Đó, thì ở đây chuột này mình đã tháo rồi nha các bạn. Bây giờ mình hiện nay nó là không ăn, và hôm nay mình sẽ giới thiệu là mình sẽ vệ sinh lại cho các bạn xem, và hướng dẫn cho các bạn là thao tác mở và vệ sinh bôi dầu. Thì khi đó con chuột của các bạn sẽ trở lại bình thường như một con chuột mới. Chuột này nó không hư gì hết ha các bạn, con lăn rất là tốt, nút ấn này cũng rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta bây giờ ấn nó hết ăn rồi các bạn. Nút này nè, thông thường mình lít chuột trái nha các bạn. Đó, bây giờ nó không ăn. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Vệ sinh. Ok, để vệ sinh các bạn có một cái dụng cụ là tuột con vít ba ke ha các bạn. Tuột vít này các bạn chút xíu các bạn tháo, nói chung là đầu cũng nhỏ, các bạn ở nhà cũng các bạn cũng có thể mua được ha. Ok, và kế là một cái dung dịch. Dung dịch ở đây mình sử dụng cái dung dịch là Hardash Multipurpose 4D. Thì các bạn cũng có thể sử dụng một cái dung dịch khác như là GB7 ha. Thì dung dịch này là dung dịch bôi trơn và chống sét ha các bạn. Dung dịch này chống sét thì các bạn dùng trên cái chai này. Đây, chống sét thiết bị ốc bu lông đinh tán ha các bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta vào việc ha các bạn. Chúng ta bỏ này qua bên. Rồi, chúng ta sử dụng một cái tờ giấy. Thì chút chúng ta tháo ra nó sẽ không có bị bay ha các bạn. Rồi. Bây giờ các bạn tiến hành các bạn tháo con chuột ở cái nắp đít ra ha. Cũng rất đơn giản thôi. Đây, các bạn tháo ra, rất đơn giản ha các bạn. Thì sẵn tiện các bạn thấy bên trong con chuột không rất là sạch sẽ, tại vì mình xài chuột trong văn phòng mà. Chuột trong văn phòng không có ở bên ngoài, cho nên là nó không có bụi ha các bạn. Rồi, sẵn tiện các bạn chùi mấy bên này luôn các bạn, vệ sinh cho nó sạch sẽ trước khi chúng ta lắp lại luôn. Đây, các bạn thấy đất không? Nó bám lên đây nè ha. Nói chung vệ sinh chuột này rất là đơn giản nè. Rồi, đây các bạn nhìn thấy nè. Đây nó có hai chỗ nè các bạn. Đây các bạn thấy không? Đây. Chuột trái và chuột phải. Nó có cái này nó ấn. Thì này nó ấn không ăn ha các bạn. Thì nhiệm vụ của mình sẽ làm cho nó ấn ăn nè. Bây giờ sẵn tiện mình làm ba vị trí đây.
đây là cái vị trí các bạn cần vô dầu. Đây mình để sát luôn cho bạn xem, đây là vị trí này, chút xíu các bạn xịt vô đây, bên đây cũng vậy và ở giữa này cũng vậy, chuột giữa này cũng vậy. Rồi các bạn tiến hành, các bạn xịt ha các bạn. Đây cái chai này nó có cái đầu nhỏ nè, các bạn cắm vô đây chai. Rồi các bạn xịt vô đây ha các bạn. Đó, rồi các bạn ấn nhiều vô ha các bạn. Một khi các bạn đã sạch rồi thì các bạn ấn vô ha. Rồi bên đây cũng vậy, sẵn tiện mình làm vệ sinh hết ba vị trí nút ấn này luôn. Một khi mình mở ra mình vệ sinh hết tất cả ha các bạn. Tháo tạm này ra ha, mình để đây ha. Rồi đây, tại vị trí màu đỏ các bạn thấy không? Rồi con là cho cái nút ở giữa đó các bạn. Rồi. Giờ các bạn sử dụng cái gì cũng được. Thì các bạn ấn ở đây. Tại vì nó rất là nhỏ. Các bạn thấy không? Mỗi khi các bạn ấn á, thì cái dung dịch này nó sẽ len lỏ vào trong ngay chỗ cái nút ấn á các bạn, và nó sẽ tiến hành len lỏ vào trong và nó sẽ tẩy, nó làm bôi trơn cái vị trí tiếp xúc các lá đồng ha các bạn. Và cái phương án thứ hai các bạn cũng có thể làm là các bạn tìm một con chuột khác, cũng là một con chuột hư thôi. Thì tổng cộng có 3 cái nút, thì ví dụ như nó có hư một nút và hai cái nút còn lại nó còn sẽ tốt á, các bạn cũng có thể các bạn tháo ra rồi các bạn thay qua đây, nó cũng rất là đơn giản các bạn, vị trí các bạn hàn mạch thôi. Nhưng mà cái việc đó mình ít sử dụng lắm. Khi nào là những cái nút ấn này mà nó hư rồi á, thì các bạn tiến hành các bạn thay thôi. Bây giờ nó chưa hư, nó chỉ là bởi nó hơi sực sực, nó không ăn, thì các bạn nên vệ sinh cái kiểu này. Tình huống mà các bạn vệ sinh kiểu này nữa mà nó không ăn nữa mà nó liệt luôn á các bạn, thì các bạn mới thay ha. Thực chất nó là vị trí tiếp xúc của các lá đồng bên trong cái nút này thôi ha các bạn. Rồi 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 các bạn tiến hành vệ sinh nó lại ha các bạn, chùi sơ lại trên cái nút á, cho nó sạch sẽ một xíu, tại cái này cái dầu. Rồi các bạn chỉ các bạn lắp lại thôi. Sau này các bạn tháo ra sao thì các bạn lắp lại gian vậy ha. Ok ha các bạn. Rồi còn lại các bạn cũng có thể vệ sinh ha. Đây mình nói thêm cho những bạn nào mà chúng ta thay á, thì mình mở cái này ra thêm chút xíu ha. Đây các bạn thấy không, một cái nút này nó có ba chân ha các bạn, tiếp xúc điểm thôi. Thì hiện nay nếu mà các bạn dùng một cái nút ấn của con chuột khác, các bạn tháo ra và các bạn thay qua cái nút ấn ở bên này thì hoàn toàn là sử dụng được nha các bạn. Trong trường hợp nếu nút ấn đó còn sử dụng tốt, các bạn cũng có thể thay ở đây, rất là đơn giản. Các bạn dùng cái mỏ hàn, các bạn nhả chì, các bạn hàn chì lại, các bạn dùng thông đó các bạn đó. Rồi thôi giờ mình lắp vô ha, lắp vô tại mọi thứ con chuột này nó vẫn ok hết các bạn, nó chỉ có là ấn không ăn thôi. Giờ mình sẽ làm lại cho nó ăn, ấn cho các bạn xem.
Rồi ha các bạn. Chúng ta tiến hành chúng ta lắp nó vào. Nói chung vệ sinh cái này cũng rất là nhanh đó các bạn. Nhiều khi các bạn mà không biết á thì các bạn bỏ số tiền đó các bạn mua thêm một con chuột nữa. Nhưng mà mình nghĩ các bạn là nó không đáng các bạn. Thế nhà nếu mà có mình sửa được á, mình cứ ở nhà mình sửa thôi. Các bạn chú ý ấn cái này vô nè các bạn. Ha, chú ý ấn cái này vô, ở đây nó có cái ngàm. Rồi đó các bạn, chỉ có vậy thôi. Ok, các bạn vừa hơi khó nhỉ. À, các bạn để xuống, rồi các bạn đẩy cái này vô ha các bạn, đẩy vô, rồi các bạn bấm cái dưới này, coi như là xong. Ha, rồi dặn lại thôi các bạn, không khó, rất đơn giản. Rồi. Các bạn ấn nè, kêu hết nè. Rồi bây giờ mình tiến tới mình cắm vô máy vi tính nè các bạn, xem nó nhạy như thế nào nha các bạn. Cực nhạy luôn á. Rồi mình tiến hành mình lắp con chuột vô ha các bạn. Đây các bạn thấy nè, đây cái đầu nè ha, mình tiến hành mình lắp con chuột vô. Rồi nó lên nè, liền nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì này các bạn thấy nó rất là nhạy, mình thử nha. Thường ở đây các bạn tìm kênh của mình ha, đó là Ngẫu Hứng 27 ha các bạn. Đó mình viết không có dấu đâu các bạn, Ngẫu Hứng 27 đó, các bạn thấy không, Ngẫu Hứng 27 đây ha các bạn, Ngẫu Hứng 27. Các bạn enter thì ra cái kênh của mình ha các bạn. Thì ở đây mình có rất là nhiều ha, thì các bạn xem để ủng hộ mình ha các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái chiếc xe lam không? Đây là cái chiếc xe lam của cái kênh trực tiếp của mình ha các bạn. Rồi ha, rồi các bạn thấy mình tích thử ha, đây là vệ sinh giày mà tất cả các bạn nào ở nhà cũng phải cần hết đó các bạn. Giày của chúng ta đi hàng ngày thì chắc chắn nó sẽ dơ ha, và vệ sinh ở đây các bạn có thể là một tháng các bạn vệ sinh một lần ha, thì các bạn mua cái chai nước vệ sinh về các bạn vệ sinh thôi, nó là dạng bọt hay foam á các bạn, vệ sinh rất là hay. Tuy nhiên ở đây cái bài này là mình làm con chuột ha, con chuột rất là nhạy ha các bạn. Đây các bạn thấy không, ấn cái ăn là ấn cái nó ăn thôi các bạn, không có cái gì phải lằng nhằng nè, ấn đây ấn vào comment liền ha các bạn, rất là hay. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ha các bạn, và nhấn subscribe cho mình ý kiến bên dưới nếu các bạn thấy hay ha. Rồi các bạn nhớ ấn cái chuông để khi mà mình có cái video mới á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn và YouTube nó sẽ tự thông báo cho các bạn hay, thì đó các bạn mở ra các bạn xem thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn ha. Rồi bye bye các bạn nha.